quý vị và các bạn, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một lá chắn xanh, mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch. Đó là biện pháp hiệu quả cùng với chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng và bảo vệ vùng xanh an toàn phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, các thành viên tổ phòng chống COVID cộng đồng tại các thôn dân cư, khu dân cư hàng ngày vẫn luôn bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Như người dân chú ý bảo vệ sức khỏe, thực hiện khai báo y tế khi đi ra khỏi tỉnh, cũng như người tỉnh ngoài đến khu dân cư, gia đình. Các tổ phòng chống COVID cộng đồng, tổ liên gia tự quản còn vận động người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch hiệu quả, với quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực ủng hộ, đóng góp thiết bị vật tư y tế, tiền cho quỹ phòng chống dịch và quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đó không thể không kể đến vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong công tác hỗ trợ tỉnh chống dịch. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền và nhân dân chia sẻ khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Với vai trò là doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các nhà đầu tư Hàn Quốc luôn hướng tới mục tiêu trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại. Nhằm chia sẻ với tỉnh Vĩnh Phúc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, bên cạnh việc hỗ trợ 41 máy thở, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tích cực vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hỗ trợ chống dịch, thuê máy bay đón công dân Vĩnh Phúc có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai do phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trở về địa phương. Được biết, với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt thực hiện 8 chuyến bay có trợ giá 50% để đón các công dân có hộ khẩu Vĩnh Phúc đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam trở về quê hương. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt khó của cộng đồng các doanh nghiệp, nhất là cộng đồng các doanh nghiệp Hàn Quốc, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ngăn chặn và khống chế thành công đại dịch COVID-19. Tiếp tục chương trình sẽ là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021, tổng số ca nhiễm 247, tổng số ca bình phục 232, số ca tử vong 3, số ca nhiễm trong ngày 0, số bệnh nhân đang điều trị trên địa bàn tỉnh 0, số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 12, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 33, số trường hợp đang cách ly tập trung 1.469, số trường hợp đang cách ly tại nhà 1.803, số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 127, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 955.408 mẫu.